Hello anh em, chào mừng em đã đến với kênh của mình nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ review những cái con rùa biển và cái phần lan. Đây, toàn bộ bằng là thú nhồi bông hết nhá. Đó, bên trong chỉ có bông luôn, rất chi là mềm mại luôn. Thì bây giờ mình sẽ review từng con một cho các bạn xem, tại vì rất là nhiều con luôn nhá. Trước tiên thì sẽ là để làm một con rùa biển em bé này, con cá heo này. Đây là cái con gà heo. Con này thì xuất hiện ở trong màn bể bơi nhá, màn nước mãi về sau rồi. Con này trong game thì nó có cưỡi con cá heo này đó, cái con cá heo chạy rất là nhanh ở dưới nước luôn. Ok. Tiếp theo đó chính là cây hoa mặt trời. Cái này là cây được nâng cấp của cây hoa mặt trời kia rồi. Thì cái này nâng cấp là cho giá trị của nó là 175 mặt trời nhá. Đây cái hoa nhá. Rồi tiếp theo sẽ để làm cái nâng trầm này, cái này là chuyên hút vàng hút bạc. Ok. Đây, để zoom bia cướp biển. Con này thì nằm ở PVZ2 nhá. Bên này bị trốn mất một mắt này, thì thay vì một mắt đấy thì là được chế tạo bằng đầu lông gạch chéo. Cái đầu lông gạch chéo. Rồi, tiếp theo là chính là zombie hát karaoke. Zombie hát karaoke có bộ màu rất là đẹp luôn. Ok. Đây là cây dưa hấu này, cây dưa hấu trong game. Thì cây này thì mình theo đánh giá của mình là rất chi là mạnh luôn, giá trị nó là 300 mặt trời ở trong game nhá. Rất chi là đắt đỏ, nhưng mà đổi lại sự đắt đỏ đó chính là một sức mạnh rất là kinh khủng trong game luôn. Ok, đạn nó được chế tạo bằng hạt quả dưa nhỏ này. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây, các bạn thấy hình như cái số này của mình.